nhục. Ai Có chê chứ lại có bồ chê hả? cái thằng Ngọc này, cái thằng Ngọc này, Sao? cái thằng Ngọc này nó nói móc em vô À đập nó mới được. thế hả? À, hai Ê, đứa lấy dẫn cái vô tập về này. nhà ấy đi, Ấy gì Tú? về nhà bỏ nhau á cô. Rồi được, ủa sao giờ 28 rồi còn 26 rồi, cái phản nó cứ thò thụt trời. Nó không chuyện á cô. Cô ơi, trên cái channel YouTube của cô mấy cái video về JavaScript cô cho nó vào một cái playlist đúng không cô? Được, ok. Để tìm cho, dạ vâng, để tìm cho dễ. Nếu được Ok. thì cô sắp xếp luôn thứ tự từ các cái kiến thức từ cơ bản cho là cái video đầu này, xong các kiến thức nó nâng cao thì xuống dưới cho dễ 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 coi, là cho thứ tự ấy. Cứ coi hết video này là chạy tiếp sang video khác cho nó đúng cái mốc mốc kiến thức. Nhưng mà rất tiếc là mấy cái video đấy chủ yếu là dạy ở trên lớp á, thành ra là nó cứ chọt cái này cái chọt cái kia cái, hiểu không? Dạ vâng. Nó không theo một cái lộ trình, cái series. Chủ yếu là cô quay lại thì cô chia sẻ lại cho các bạn trong lớp Dạ á. Đấy, vâng. gom playlist thì được, nhưng bây giờ bảo là sắp xếp theo cái thứ tự thì cũng hơi khó. Mới chịu khó nhìn cái tiêu đề, đọc tiêu đề xong coi nội dung dễ. Dạ vâng, cũng được ạ. Rồi hai được 28 người rồi. Lớp mình là bao nhiêu ta? 30 mấy cô, này em thấy đông nhất rồi đó. Đâu có, đâu không đông hơn chứ. Đông Ủa, hơn. lớp lớp JavaScript 30 à? Hơn à, có cả mấy cái lớp khác về mobile cũng học ở đây đúng À đúng rồi. không? Ừ. Chính Chứ xác. còn sĩ số thông thường của ca này thì có, của lớp em thì chỉ có tầm 20 mấy. Hai mấy đúng không Để cô coi lại. chú? Lớp mình á. Hiểu sang để avatar của ai vậy sang? Không, em thường thường tập không lắm. Anh mạng nữa cô. Hả? Ông này ông có sống ảo lắm. Avatar Anh vậy nhưng mạng, không anh phải mạng. vậy đâu. Nhìn em này cũng như cấp 3 này. Bỏ đi nha, sang nha. Vẫn còn cấp 3 đó. Sáng nó sống ảo mà. Hình ai hay sao? Phải mua chắc vậy. Mình được bao nhiêu ta? Có mấy bạn ở lớp lớp mobile sang học luôn. Cái gì? Hôm nay dân tình đi xếp hàng ra một cục. Em ra xếp hàng đấy hết hết cái loại hộp to như về Mua gì mua gì? khẩu trang bốn lớp của bên tập Ma City nó bán Nó bán rồi 6 giờ rồi, bây giờ 7 giờ ra là hết rồi. không, nó bán là 20 giờ em, 7 đến 8 giờ, 7 7 7 8 giờ sáng, 7 8 giờ tối, thứ ba thứ năm thứ bảy, không phải là 6 giờ. Nó bán như nào, nó Bán số lượng, bán giá ưu đãi hả hay sao? bán là bán đúng giá. Không À không, giá vẫn như vậy, giá vẫn như vậy, nó không tăng, giá nó vẫn như vậy, chỉ có điều là nó bán đúng giá thôi. Với lại là khẩu trang của nó tốt, khẩu trang y tế của nó cũng tốt so với loại như ở trên thị trường. Nó cũng là bốn lớp được, có than hoạt tính, nó chỉ có điều là số lượng nó có hạn. Ở tính đâu mà ra có khó á? nhảy nhảy ra mua thử, nó bán 16 giờ rồi. Phán thì anh chịu không biết, thử ra mấy cái siêu thị lớn mà xem, mấy kiểu Big C
cô mát hoặc là cái bên nó cũng mới có cái bài báo nó về bọn bên đấy nó nhập cái này Canva và Vinmart này, nó có nguồn cung lớn chuẩn bị bán hàng triệu khẩu trang kháng khuẩn ra thị trường. Em không biết được các cái siêu thị ở chỗ bên em có không? Em không biết có không mà lúc trước đi đi một vòng nhớ vô thấy này để cái bản hết ok không ạ? Thì hồi trước thì nó chưa có nguồn cung, bây giờ thì nó có thể có nguồn cung rồi thì nó sẽ đỡ hơn. Mua con khẩu trang dễ lắm. Sao Tú? Mua con khẩu trang dễ lắm anh. Thế à, đi làm đi Ra 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 đứng trước tiệm thuốc anh đi hảo ni hảo xong cho vừa ho á. Trời ơi làm. thề, nó bế anh đi tận nơi cách ly luôn. Dư khẩu trang, dư nước rửa tay cho anh luôn. Thôi thôi, anh còn yêu thầy yêu cô yêu các bạn lắm. Làm cách đấy nguy hiểm quá. Xong rồi lại nửa tháng không có cái gì. Vô khu cách ly để kinh khủng, vô như buồn chết được. Thầy mấy cái vùng cách ly họ quay á. Mua trong đó mà không có bệnh thành ra bệnh luôn á. Bị phạt 50 triệu giả vờ bệnh. Ok. Cái mình ví dụ mình bị ho thì sao? Mình ho bình thường thôi. Ho là Đâu bình có thường nói là em, bị cô đâu. ho thì mình phải thêm cái mấy cái yếu tố nữa, thân nhiệt nè, xong rồi em có yếu tố nào liên quan đến Vũ Hán rồi Trung Quốc không, nó có mấy yếu tố cấu thành nên chứ có phải là ho không đâu. Ho thì đầy người ho, anh cũng ho, có con bạn là cũng ho, ho nhiều yếu tố mà, nguyên nhân thời tiết, nguyên nhân do mũi họng này, xịt mũi ai thời tiết này nhiều người cũng bị mà. Là tuần sau mình có lịch stream hay là lịch offline cô? Cái này tuần sau thì cô nghỉ nha, chưa có thông báo nhưng mà chắc chắn sẽ là off rồi đấy. Bạn nào ở quê thì lên thành phố đi, Yeah. tại vì là có thông báo của Sở Giáo dục thành phố thành phố Hồ Chí Minh ấy là học sinh cấp 3 là 17 này đi học rồi. Cô sẽ sao ở thành phố Hồ Chí Minh có hai trường đại học người ta lại vẫn cho nghỉ tiếp, không biết Cái này học có thì vấn đề. khác nhưng mà tức là họ có quyền cho nghỉ thôi, chứ còn như cấp 3, cấp 2 với tiểu học là đi học, ngày có thông báo là ngày 17 đi học đấy. Nhưng mà bên mình cao đẳng là cũng theo Không không cái bên đạo đại học cái gì hay là khác ạ? Không, mình không theo gì Có cái cả. thông báo đấy. Tức Thông báo đấy. là nếu như mà Bộ Giáo dục ép bắt buộc nghỉ á, thì mình phải nghỉ thôi. Nhưng mà nếu như mà họ không không bắt buộc nghỉ thì đi học ở cho nghỉ hay không là tùy thuộc vào trường chứ. Trường cho nghỉ thì nghỉ, trường không cho nghỉ thì thôi. Đấy. Mà nói thật là cô không muốn nghỉ nữa nha mấy đứa. Nghỉ chán lắm. Trời ơi, học còn tương tác, còn làm việc, còn ấy. Em thấy lớn rồi mình phải tự giác đi cô, trường không cho mình tự nghỉ. Tú tự giác ghê á Tú. Tú nó còn ăn chắc đến mức độ là nó bảo để thứ hai xem là trường có thông báo dạy thì bắt đầu nó mới đi đấy. Đấy. Cô ăn chắc là học đấy nha. Chắc là nó phải đến thứ hai thứ ba thấy thấy thầy với cặp cô dạy bắt đầu đến thứ tư nó mới đi Chắc vậy á. đấy cô. Nó chắc chắn vậy đó. Nguyễn bà học Lỗi rủ rủ ra cà là phê em kìa mua hả? mua sớm rồi cô. Hả? Lần trước em tranh thủ mùng 7 em mua sớm để mùng 10 đi học á, cái mùng 10 vô nghỉ em phải đi về lại. Nhiều bạn về đó, nhiều bạn về lại đó. Sao mở lại đi về chi vậy, tốn tiền xe mình đi máy bay bạn, mình không lo tốn tiền xe. máy bay chỗ mát nữa, giàu quá ha, ra vô hoài. Nhà có điều kiện mà. Không, nhà em có gì đâu cô, mà điều kiện. Điểm danh nha mấy đứa ơi. Lá lớn nha. Ok.
Vũ Văn Long chắc là nghỉ luôn rồi nè. Hiếu Sang có nè, Bá Học có nè, Đức Anh, Dạ có. Đỗ Văn Vinh, Thì bỏ. Chí Bảo. Đỗ Văn Vinh đâu rồi? Đưa được cái mặt ra coi cái nào, ông này ông ẩn ẩn giật không à? Chí Bảo nó có này. Bảo nó có. Chí Bảo có thế rồi. Chí Bảo. Minh Phụng. Dạ có Vĩ Khang. Huỳnh Vĩ Khang. Vĩ Khang không có rồi. Thanh Tiến có kề. Thanh Tiến. Vĩ Khang không có này. Đăng Hùng Cường. Hùng Cường. Hùng Cường không có nè. Xuân Vũ có nè. Quốc Bảo. Dạ có cô. Ok. Đinh Hải. Có cô ơi. Ok. Trung Dũng. Lương Xuân Trung Dũng có nè. Tấn Hưng. Tấn Hưng có nhẹ nhàng thế. Vắng Thanh Đại vắng nè. thôi. Có Thế à? Trí Tâm. Để có cô ơi. Văn Phán. Để có cô ơi. Trung Nghĩa. À, có cô Trần Ngọc. có cô Hữu Vinh. Hữu Vinh. Phương. Đỗ Xuân Phương cái gì đấy Phương? Virus cập nhật hả? tình hình cập nhật tình hình virus corona À, cái này kinh khủng lắm rồi. Cái ảnh Hữu Vinh có không? Có. có Văn Tú. Văn Tú hình như vắng á. em đi ngủ với cô ơi. Hoàng Hải. Nhật Thái. Lê Quân vắng. Thả gái nữa. Nhật Thái có nha cô. Có biết rồi. Huy Hoàng. Huy Hoàng. Huy Hoàng có không? Huy Hoàng vắng nè. Xuân Phương. Nhật Duy. Duy đâu à? Duy có đó cô. Thầy có Ở Nhật trên Duy nữa mà. Có Duy hả? vắng rồi. Vắng, ok. Thanh Tiến. Có Văn Trường. Văn Trường có không? Võ Minh Trí. rồi. Ok. Có những bạn này vắng nha. Vũ Long vắng nè. Là một nè. Huỳnh Vĩ Khang. Vĩ Khang có không? Hai nè. Đặng Hùng Cường. Lê Quân. Phạm Nguyễn Huy Hoàng. Lê Quân nghỉ luôn á. Phạm Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Trường. Hôm nay vắng nhiều ha. Rồi cập nhật ha. Rồi các bạn thì nữa đến trễ thì các bạn nhắc cô. Nhắc cô điểm danh. Ok. Cái virus corona nó kinh nhỉ. Này đến 1.357 người rồi cả. 60.000 người mắc. Kinh. Tăng 3.000 người luôn. Hôm qua có ngàn một ngàn không trăm mấy chục người với mấy 1.100 mấy á.
tăng 700 Duy đi đâu? Duy đâu vào cập nhật tình hình virus corona này? Duy là cập nhật sát sao tình hình rồi? Rồi, ok, ok. Thôi corona thì mình cũng phải học thôi. Việt Nam mình cũng không có lo lắng lắm đâu. Vô tư nhất Hồ Chí Minh. Thực ra là Việt Nam mình á, bị nhiều nhất là ở Vĩnh Phúc á. Là do người ta đi tập huấn bên đấy về á. Nó thành cái ổ dịch ở đấy thôi. Chứ Hồ Chí Minh thực ra là cũng có sao đó. Folder demo đâu mình demo corona thì không thôi bữa trước corona đâu bữa trước đổi sang cái này rồi nghe giọng nữ ở đâu ta lớp mình làm gì có nữ ta đại 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 à nhà đại nhiều nữ nhỉ chắc có vợ rồi hôm trước ta đi luôn ôi chà đấy đấy lớp có nữ hàng sớm hàng sớm hàng sớm hả ha 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 mình đâu rồi ủa thái nhìn màn hình nhìn thấy màn hình điện thoại sao mà nhìn thấy chữ nữa hướng dẫn ôn tập ôn tập ôn tập đây đây lớp mình một trước ôn tập là cái này đúng chưa ok à ôn tập hàm rồi à bữa trước cô quên cô quay clip mà cô dạy object của cái lớp 02 ấy cũng kỹ cũng chưa up lên nữa tại vì nó bị bạn nào cắt dùng có cái video cô cắt bị dài nó bị có cái đoàn nó như kiểu là bị rác ấy. Rồi hôm nay học cái gì ta một là hôm qua cô nói là làm slideshow hả mà slideshow hình như là dễ đúng không alo 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 cô cứ demo đi Slicer là validation thôi. Là slicer validation đúng không? Ok. Vẫn cứ demo nha. À, cái bữa trước là cô có hướng dẫn cái lớp kia làm cái object. Đây nè. Đây, lớp 02 á. Cũng nói tương đối kỹ và làm một cái demo tương đối kỹ. Open folder. Từ từ, đây. À không phải nhầm nhầm lớp nhầm nhầm cái này là web web không không xin lỗi lớp JavaScript đây à cô làm một cái demo về cái object demo tức là hướng dẫn các bạn tạo object cái này lướt qua một tí ha lướt qua một tí xong cô quay demo. À, cách dùng các cái cách khai báo các object đây các bạn biết là cái lớp object này nè nó là lớp mà nó là cha của mọi lớp à, học Java học ví dụ C sharp một số ngôn ngữ thì cái lớp object này là cha của mọi lớp có nghĩa là khi các bạn khởi tạo một cái lớp một cái class thì nó ngầm định nhá nó default của nó sẽ là kế thừa object. Cái lớp object này đây à, thì các bạn mà khởi tạo như này khai báo như này thì có nghĩa là my object nó là một object rồi thì các bạn có thể set thuộc tính set phương thức cho nó đó thuộc tính phương thức à, và khi truy xuất thì ta lấy tên object chấm thôi và cách này á thì nó sẽ là mỗi lần chỉ tạo được một object thôi mỗi lần tạo một object đúng không ok à, cách thứ hai là ta khai báo là bằng móc nhọn cũng là khai báo object
thì cũng truy xuất, cũng lấy là myobject.property rồi gán bằng, cũng tương tự như cái trên. Cách thứ ba cũng là khởi tạo object, nhưng các bạn gán thuộc tính vào phương thức cho nó rồi, sẵn cho nó luôn rồi. Đấy, cũng là object, được chưa? Và cách nữa là các bạn, cách này á, thì cách này là cũ nha, cách này cũ nè, cách này là cũ nè. Hôm qua ở cái lớp LT lớp 1 1 năm 2001 có một bạn hỏi cô là trong JavaScript có những cái cách mà viết ngắn gọn, viết ngắn gọn đâu, cô coi cái history của nó cái okay. History hôm qua sáng qua cái này 18 sợt 18 đây, 18 kỹ thuật rút gọn của JavaScript này. Ok, cái này cũng hay nha, top dev nè. Thì bạn hỏi cô cái này, nói cô ơi làm sao mà em hỏi cô kỹ thuật rút gọn code của cái ngôn ngữ Java Android á, học Android mà JavaScript, cái này bạn đã đưa ra này em thấy như vậy. Thì có một số cái các bạn có thể tham khảo đây, cái này cũng có một số kiến thức nó cũng hay. Đấy, cái cách rút gọn code bên trước lớp mình cô dạy cái này rồi. Thực ra cái này là toán tử chấm hỏi hai chấm đúng không? Đấy, cô sẽ gửi cái link này cho các bạn. Cũng hay lắm, viết ngắn gọn. Đấy, cách viết này cũng hay lắm. Các bạn tham khảo ha. Đấy. Thì có một số cái nó là code của cái version cũ. Một số cái nó là code của cái version mới. Đây. Ví dụ như cái này. Là tạo function. Thì function cái này là cái version ES6, tức là arrow function này, thấy không? Vừa trước chỉ rồi này. Đó. Ok. Nó là rút gọn thôi nhưng nó là liên quan đến khái niệm cũ mới nữa. Đấy, cho nên cô gửi cái này cho các bạn nhé, tham khảo cho vui ha. Đấy. Ok. Rồi. Ta quay lại cái bài của ta. Thì ở đây là cách là viết cũ, còn cái này là cách viết mới. Ok. Đấy. Ví dụ cách viết cũ thì không, cái JavaScript version cũ nó không có cái từ khóa là class. Mà để muốn tạo một cái class thì nó sẽ tạo cái mẫu, một cái function mẫu. Trong function mẫu này thì cái này tương đóng vai trò như là constructor vậy đó, tức là truyền ba đối số vào. Thì tôi thể gán thuộc tính và gán phương thức. Thì khi các bạn mà muốn tạo object thì vẫn new cái mẫu này, thì giống như new class, giống như new ở trong cái lập trình hưởng đối tượng như Java thôi. Đấy, và truyền các đối số vào đây, giống như cái constructor vậy. Thì cái này gọi là hàm mẫu, hay ta gọi là hàm dựng nó lên. Đúng không ạ? Thì gần gần như cái hàm dựng ở trong Java. Thì đây là cách tạo cũ. Thì cái này các bạn có thể có một mẫu và các bạn có nhiều cái, tạo được nhiều cái object. SV2 gán bằng new sinh viên nữa. Đó, tức là các bạn có thể tạo nhiều object, đúng không ạ? Đây, cái này cái gì đó. Có ba đối số, truyền gì thì truyền, đúng không? Ok, ba đối số. Thì cái này là các bạn tạo một cái mẫu và tạo nhiều object. Còn ở phía trên là mỗi lần các bạn tạo một cái object thôi. Mỗi lần tạo một cái object thôi. Đấy. Rồi cách tiếp theo. Cách này là cái version mới. Các bạn thấy nó giống giống phía trên đúng không? Nhưng cái này nó không phải là function, nó tạo class. Được chưa? Tạo có cái toán tự, có cái từ khóa class luôn. Và trong này nó có constructor. Đấy, cái này viết nó gần gần giống như là PHP vậy nhé. Đấy. Constructor cũng có ba đối số. Đấy, các bạn thấy nó giống giống nhau đúng không? Đấy, và có phương thức. Phương thức thì cô viết bằng hai cách, hai kiểu. Cách cũ là cô để function, cách mới là arrow function. Ok.
Và ở dưới này các bạn muốn dùng thì các bạn cũng tạo các cái object. Đấy, các cái object thế cũng giống cái trên. Đấy, chỉ có điều version cũ thì nó làm này, version mới nó thì làm thế này. Đấy, vậy thôi. Ha. Thế object thì cô có một bài demo, tức là làm một cái mảng object. Bình thường mảng thì là mảng các số nguyên, mảng các số thực, mảng các cái chuỗi. Thì bây giờ mảng các object. Thì có một cái bài toán là viết chương trình tạo mảng sinh viên. Đó, đó. Và sinh viên thì mỗi sinh viên là một cái object. Đấy. Và các bạn nhờ làm các chức năng như thế này. Đấy, giải quyết. Đấy, giải pháp của nó như thế. Và cô tạo một cái class là sinh viên tạo cách mới, gồm các constructor, cái này là có 4 thuộc tính. Đấy. 2 phương thức. Và tôi tạo mảng 2 phần tử để cô test thôi. Đây. Toán tử đây. Len nhập vào. Đó, và lấy ra. Đấy, cái này là nhập dữ liệu. Cái này là nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Còn cái này là xuất. Xuất. Ok. Được chưa? Vậy thôi. Thì có sơ sơ object như vậy. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ làm, đây là giới thiệu một chút object nha. Các bạn làm, nếu bạn nào muốn làm object những cái bài sau thì ta làm. Bây giờ ta sẽ sang cái phần của mình. Được không? Phần của mình sẽ là demo cái slideshow, đúng không ạ? Slideshow. Ok, script HTML. Script. Cô viết chung ở đây. Các bạn có thể viết riêng, bởi vì cô demo từng bài cho nên cô sẽ viết chung ở đây, các bạn nhìn theo dõi cho dễ ha. Thì ta sẽ quay lại cái bài của ta. Simon. Đây. Ok. Bài slideshow. À, nếu như nó là một hình thì dễ ha. Hai hình chứ quên, hai hình thì các bạn chỉ cần chuyển qua chuyển lại thì dễ. À, bây giờ 3-4 hình thì sao? Ta có cái tài nguyên. Ok. Lấy cái hình. À, có jQuery nữa nè. Bài này là gì? Nếu ảnh cuối thì quay về đầu, hiển thị ảnh kế trước. Ảnh đầu thì quay về ảnh cuối, hiển thị ảnh ở bên dưới ảnh. Ok. Rồi. Vô sưu tập ảnh. Tôi ra cái ảnh này. Cô lấy cái ảnh này nhé. Thực ra cái bài ảnh này là bữa trước làm cái mind map hay. Cô sẽ copy nó vào đây. Image. À, cô có hình rồi chứ, đúng không? Tôi cần gì? Tôi làm slideshow cái hình này cũng được. Quên, xin lỗi. Rồi, tôi làm có hình rồi, tôi khỏi lấy hình kia. Đấy, slideshow hình nhé. Đây, các bạn thấy là hình sạch thì đặt là 0, 1, 2, 3, 4, 5. À, có mục đích. Giống như bên này cô hình, cô đặt row 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, có mục đích để các bạn làm slideshow. Còn nếu các bạn mà đặt không đặt mà có số thứ tự, các bạn làm slideshow rất là khó, mà các bạn phải để tên hình vào mảng. Còn cái này thì không cần. À, các bạn phải để tên hình vào mảng, các bạn mới duyệt mảng được để các bạn slideshow. À, còn cái này thì các bạn đã có cái số thứ tự các bạn đánh dấu rồi. Mình có quyền đánh dấu mà, bởi vì cái này là bài của mình. Mình lập trình sau này cũng vậy, mình có quyền đánh dấu. Tại vì dữ liệu này là dữ liệu fix, đâu phải dữ liệu các bạn nhập vào đâu. Cho nên các bạn quản lý được cái dữ liệu. Còn nếu như mà sau này giả sử các bạn này, người ta muốn từ tạo một cái slideshow và hình bất kỳ á, thì các bạn cái đấy là phải tính kiểu khác. Nó là tính cái cách động. Hiểu không ạ? Khoan khoan cho cô tí nha. Cái gì trời?
Sợ cái này nó cứ quay quay nhỉ. Rồi, tiếp ha các bạn. Lô lô lô. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ tạo một cái hình. Đấy, tạo cái layout giống cái anh này. Đúng không? Đấy, ta sẽ có cái div. Đấy. Trong cái div này ta có được cái hình image. Đấy. Có để cái hình đầu tiên rose không. Thế. Đấy. Chạy anh này nhé. Slideshow. Hình. Rồi. Style. My slide. Width 400 pixel, thấy 300 pixel, box shadow 005 pixel, gray, ok, add 5 cái, trời, xong rồi xíu gì. Rồi. Tag align center. My slide image. Ui, xấu điên. Kệ nó ha. Ok. Yeah. Rồi. Được chưa? Giống chưa? Rồi ok. Bây giờ cô sẽ làm hai cái button hai bên. Đúng không ạ? Đặt hai chỗ này.
Cái này các bạn web là các bạn phải rành nha, cô không có giải thích web nữa. Cô không có giải thích cái web nữa. Cái hình CC. So điền reset. Ok. Cắt cho vui thôi. Không các bạn lấy cái icon ở trên màn cũng được ha. Đưa vào cái image ra. Ok. Ta để cái hình. Brief. Chưa? Và next vào đây. Trời ơi sao nó bự dữ vậy trời. Tại sao các bạn? Nó bằng kích thước cái này nè. Cho nên các bạn để hình này với cái này khác kích thước á, thì các bạn đặt cho nó cái gì ạ? Cái class chẳng hạn bằng là gì? Hình. Đây. Cái này tôi để chấm hình thôi. Thì nó apply vào cái này thôi, cái này không có apply. Rồi cho hai cục này nó không có ảnh hưởng gì vào bình thế giới. Đây, còn cái này là icon chẳng hạn. Class icon. Đấy. Thì các bạn để cái này là class là icon. Icon. Cái này để là ví dụ như là để 50 pixel. 50 pixel chẳng hạn. Đấy, nó nhỏ xíu, được chưa? Rồi, bây giờ muốn đặt cái anh này bên trái, đặt cái anh này bên phải này, thì ta sẽ làm như sau. Để học chút cho vui thôi. Position. Cô quay màn hình. Cô quay rồi. Quay rồi ạ. À. Chú nó nhắc. Cô quay này. Đang quay này nhá. Position để relative. Thì anh này các bạn để là cái bên trái. Cái bên trái thì các bạn, vậy thì các bạn để là ID icon left đi ha. Trái hay là pre đi ha. Previous. Cái này là gì ạ? Cái này là next. Đó. Thì các bạn để cái này thôi. Icon. Cái này nếu cái này là để previous thì các bạn để là position absolute. Wow. Top. Cái này giả sử cái chiều cao là 400 thì top sẽ là 180 175 75 pixel. Left. Cái này ta để là 10 pixel. Ok. F5. Đấy, nó nhảy đây. Đúng không? Next thì ngược lại là top và right. Next thì cái này là next. Cái này top thay vì left thì ta để là right.
Ok. Chưa? Thấy chưa? Nó hơi lệch. Nó hơi lệch vì do là hai ông này hai kích thước khác nhau. Và kích thước khác nhau mà do cái chiều cao của anh này nó lệch lệch. Nó kỳ kỳ. Kệ nó đi ha. Các bạn tự căn chỉnh sau. Rồi. Ok. Các bạn muốn đưa con trỏ, khi đưa con trỏ vào đây mà nó có cái bàn tay giống như cái nách á. À, nó có bàn tay. Thì ta sẽ làm như thế này. Cái này ta để cái cursor pointer. Đây. Đưa bàn tay, thấy chưa? Bàn tay. Ok. Rồi. À, click chuột, mỗi lần click chuột thì nó sẽ nách nách nách, đúng không? Thì ta sẽ áp viết cái sự kiện vào đây thôi. Viết hai cái hàm. Cái hàm previous và cái hàm next, đúng không? Cô làm cái hàm next trước nha. Đây, hàm là function f next. Ok. Đây. Và ta gọi ở đây thôi. Next là ở đây, ta gọi đến on click f next. Ok. Xong. Nhiều cái này là alert next chưa next chưa. Rồi bây giờ ta viết slide sau nữa các bạn. À, thế là bây giờ cô sẽ mỗi lần next nó sẽ cái hình này nó sẽ dịch chuyển đúng không? À, thì đầu tiên là tôi phải lấy cái hình này đã. À, tôi đặt cái hình này có một cái ID. ID. Đúng không? ID là my image. Chưa? À, cô sẽ lấy được cái hình này. Cô sẽ lấy được cái hình này. À, là cô đặt biến nó biến toàn cục. Đúng không? Và với image gắn bằng document chấm get element by id my image. Ngôn ngữ JavaScript là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên các bạn lưu ý nhé. Rồi, các bạn có thể alert được cái đường dẫn. Bây giờ muốn thay đổi, muốn mà cái hình này đổi thì ta chỉ cần thay đổi đường dẫn thôi. Ta sẽ để là v image.src, tôi gán bằng là image row 1 chẳng hạn. Ok. Rồi chạy nhá. Next. Nhảy sang row 1 đúng không? Trời ơi, số dã man thông báo. Được chưa? À, nhưng bây giờ tôi muốn next cái nữa nó chuyển thành hình 2 thì ta phải làm sao các bạn? À, tôi next cái nó chạy sang hình 1. Nhưng next cái nó nhảy sang hình 2 thì sao ạ? Làm sao? Thảo luận cái nhỉ? Làm sao? Nói rồi, nói đi. Huỳnh Vĩ Khang điểm danh. Nói đi, thảo luận đi các bạn. Đặt mấy cái hình vô mạng đó. Cho vô mạng xong cho tăng lên. Cho vô mảng xong cho tăng lên. Cho vô mảng xong cho tăng lên. Khi nãy cô có nhắc cái vấn đề cho vô mảng thì ta được giải quyết bằng vấn đề gì ạ? Cô đã cho cái chỉ số này rồi này. Không một ai này này. Biến. À, biến, biến sao? À, râu, râu cộng biến. À. Xong cho biến đăng dần. Đúng rồi. Và y gắn bằng mấy ạ? Không. Không. Biến tăng dần đúng không? Y cộng. Dạ. Yeah. Cộng cộng đúng không? Cộng. Và row này là row gì đấy? Cộng cái vị trí này đúng không? Biến. Cộng row cho có biến chuyển vào đúng không? Đây đúng không? Yes sir. Cộng nè. Cộng chuỗi. Và cái vị trí này nè, có phải là biến đúng không? Số 1 đây nè. Thì cái này là biến gì ạ? Biến chuyển vào. Biến y.
Ý cô để toàn Anh cục à? nè. Ý cô để toàn cục nè. À. Đúng chưa? Rồi ok, chạy thử nhá. Ủa? Đâu đây? Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Tám nè. Chín nè. Lỗi anh. Lỗi vì sao? Thì anh bị lỗi rồi. Anh. Hết hình, hết hình, hết hình. Hết hình, chính xác. Hết hình. Nó chạy đến cái nào nó hết ạ? Số 9 nó hết mất tiêu rồi. Nó nách cái nữa lên số 10 có không ạ? Không có. Vậy bây giờ phải hạn chế bằng cách nào? Xét điều kiện. À, xét điều kiện đúng rồi. Nếu đến ảnh cuối thì quay về ảnh đầu tiên. Ảnh đầu tiên. Xét điều kiện. Xét điều kiện gì ạ? Nếu như y vượt quá chiều dài của ảnh. Lớn hơn. À, 9. Râu chấm lên. Cô có để vào mảng đó. Cô dựa vào cả bên trái đây nè. À. Thấy không? Lớn 9 thì lớn 9 thì y bằng 0. À đúng rồi, y gắn bằng 0. Chính xác. Trả lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay lại đúng rồi chưa? Không nè. Đúng rồi. Hình 8, hình 9 mất đâu rồi cô ơi. 1. Alert cái nha. Hình như thiếu đúng không? Hình như thiếu đúng không? Alert y nè. Đây là hình mấy? Không. Hình không. Hình 1. Hình 2. Hình 3. Hình 4. Hình 5. Hình 6. Hình 7. Hình 8. Hình 9. Có hình 9 mà. Đủ rồi. Đủ rồi, 10 thì nó mới nhảy. Đủ cái nãy tôi đếm lộn á. Đúng chưa? Ok. Được chưa? Đấy, thấy nó đơn giản không? Có một cốt có chút xíu à. Cốt có chút xíu à. Previous, ảnh kế trước thì ngược lại đúng không? Ok. Dạ. Yeah. Viết ngược lại là viết sao? F là previous. Viết ngược lại viết sao ạ? Trừ trừ cơ. À, trừ trừ. Previous. Cái này trừ trừ. Điều kiện là gì ạ? Y nhỏ hơn không? Y nhỏ hơn không, chính xác. Y bằng 9. Đúng rồi. Chính xác. Nếu các bạn bỏ vô mảng thì thấy cái này bằng cái gì ạ? Len á, độ dài đúng không? Độ dài của để mảng sao? Đấy, độ dài của mảng. Là sóc. Thế. Chạy lại. Cái này có next previous cái. Nó quay lên 9, đúng không? Next. Ok. Xong chưa? Điều kiện nào? Hiển thì vị trí ảnh ngay phía bên dưới. Ảnh thứ mấy? Dễ quá. Đúng không? Cái này là để yeah. gì ạ? À? Cái đít. Thẻ P được. Thẻ P được rồi. Được chưa? Thẻ P. Cái này để cái ID. Là gì ạ? À? Info đúng không? Cái info này thì sao ạ? My slide.
info. ID là thắng info. Để là font size 20 pixel, font weight. Font weight là để bold. Ok. Rồi. Nó nằm dưới. Muốn nó nằm trên này á thì ta cũng nằm phía dưới thông tin này nè. Cái hình này rất xấu. À đúng rồi. Cũng vậy. Cái này là absolute top là bottom đi ha. Bottom. Phía dưới là các bạn để là khoảng 5 pixel từ dưới lên. Right, right hoặc left giống nhau. Để left thì dễ căn ha. Left. Qua khoan. Ở đâu cái này đã là absolute rồi thì không có căn giữa. Không có căn giữa. Thì ta sẽ để như này. À khoan, ta sẽ để như này nha. Anh này cô sẽ để là cái width. Cô không để right. Đúng rồi. Đây cô chạy cái anh này nha, F5 nè. Nó sẽ nhảy như vậy. Thì cô muốn căn giữa thì cô để width là 100%. Xong cô để ờ đúng rồi, take the line center. Okay. Đúng chưa? Để căn như vậy nó chính xác nhất. Chứ bây giờ căn mà căn left hay căn right đó, độ dài của cái text nó mất rồi thay đổi á thì nó sẽ không chính xác nữa, không đẹp nữa. Đấy vậy thôi. Được chưa? Có để cái quyết. Đấy, nhiều khi các bạn lập trình thì có mẹo các bạn. Kiến thức là một chuyện, có mẹo, đúng không? Mẹo áp dụng. Rồi, cái này tôi sẽ để cái thông tin gì? À, khi nó thay đổi. Đầu tiên là tôi sẽ để cái hình 0 là hình 1, đúng không? Cái hình của ta sẽ là gì ạ? Ảnh 1/10, đúng không? Tôi sẽ để là ảnh 1/10. 1/10, đúng chưa? Cái đầu tiên là cái ngầm đình luôn. Ảnh 1/10. Đấy. Next cái thì cái số này phải đổi. Ôi trời ơi. Cái hình tôi cho kích thước nó nhỏ lại các bạn. Hình đâu? Kích thước width tôi để là chiều ngang tôi để là khoảng 300 pixel thôi. Chiều dọc tôi để khoảng cũng 300 đi cho hình vuông. Okay. Đấy, nó thu lại đi hướng quá. Vậy thôi, cái này không quan trọng. Quan trọng là mấy cái thông tin bên cạnh này. Cái ảnh này nhé. Đấy, cái ảnh này nè. Bây giờ mỗi lần tôi next thì hình này, cái chữ này thay đổi nè. Đúng không? Thì ta lại, ta gán vào đấy. À, ta lại cái biến. Cũng va. Về info. Cũng gán bằng document.write. Cái này là, cô để là info. Ok. Ở dưới này các bạn mỗi lần nó next, nhấn next thì các bạn đưa cái y cộng 1 vào thôi. Đúng không? Về info chấm inner. Inner text cũng được nha. Inner HTML cũng được luôn. À, nếu mà inner HTML thì nó hiểu cái chuỗi đằng trong, nó hiểu theo cái định dạng HTML. Nếu mà inner text thì nó coi là text thôi, nó không hiểu định dạng HTML đâu. Cho nên là cứ để HTML cũng được, để cái gì cũng được, không quan trọng. Chỗ này nè. Ctrl C. Các bạn để cái chuỗi. Cái này là sẽ là cộng y giống như nãy, đúng không? Đúng chưa? Total biết rồi, sau này cái total này các bạn để là len. Cái số 10 này nè, sau để cái mảng kiểm len thôi. Đấy. Cái này các bạn thay bằng y cộng 1. Đây. Next ha. Được chưa? Đúng chưa? Previous thì cũng đưa vào thôi.
cũng là y cộng 1 thôi. Ok. Next. Ngược lại nè. Được chưa? Đó, ngược lại. Ok. Ok, ổn không? Rồi, coi. Dạ, ổn. Ổn. Hết. Cô sao này, cô em có thấy là để ý là nó từ 1 nhảy lên 3 gì. Đó là do cái con chuột của cô nó bấm bị lộn á. Con chuột á, nó nhấn đúp rồi em. À, tưởng nó bị lỗi. Không. Có sao lỗi? Chuột chạy kẹt. Lỗi là lỗi hết. Lỗi là lỗi hết. Hiểu không? Lỗi là lỗi hết à. Lỗi sao lỗi có luôn. Ừ. Có phải có lỗi chứ. Không. Ý cô nói là nếu cái này mà bị nhảy lỗi như vậy thì những cái khác nó cũng bị lỗi. Hiểu không? Nhưng mà một nó lỗi. Nó lỗi có một trường hợp thì không có có. Ít lắm. Có hiểu ý cô không? Thấy cô bấm một lần để lên 3, một lần để lên 5 rồi. Cô biết rồi. Tức là ý cô nói như thế này. Nếu như mà tình huống đấy nó gặp lỗi thì những trường hợp khác, ví dụ như ảnh 5 và ảnh 7 nó cũng bị lỗi. Hiểu không? Nó từ 5 nó sẽ nhảy lên 7, ví dụ như vậy. Thì nó không có tình huống là nó đúng hết. Tất cả các cái chỉ số mà một có một số bị nhảy ra nó sẽ không có. Em hiểu ý cô không? Em hiểu ý cô chứ cô không nói là code không có lỗi. Hiểu không? Hiểu rồi cô. Ừ. Code thì đương nhiên code sẽ sinh ra lỗi. Nhưng mà trường hợp nếu mà giống như em tính một cái tổng. Xong mà cười lắm. Nhiều người bảo chứ tính ngôi tính tổng đi đi tính bill tiền nhá. Nó ngồi ba ngồi tính nhầm nhầm đống kiếm công lại sai. Ủa sao bill này tính sai? Nói tính tổng trên bill không bao giờ sai. Chỉ có các bạn nhìn xem trong cái bill đấy có cái món nào người ta điền vào sai thôi. Ví dụ như người ta điền thêm các bạn một số cái số lượng như này nhá. Các bạn đi nhậu á. Biết cái khăn ướt không? Cái khăn lạnh á. Ví dụ các bạn dùng 5 cái người ta khai là 10 cái. Ví dụ như một đĩa nó khai thành hai đĩa. Thì các bạn phải kiểm soát cái đấy. Cái đấy đúng rồi thì cái tổng nó không có sai đâu. Ít khi mà ngồi không ai lập trình mà tính cổng tổng mà sau ra tổng kết quả nó sai. Sai là do gì ạ? Hay là soát cái số lượng trong bill có đúng không thôi. Nếu như vậy cô đang giỡn thôi, nhưng mà cái trường hợp mà của Sang nói là do cô double click cái chuột á. Cái chuột cô nó bị kẹt á. Đó. Đập chuột đi cô. Ừ. Tiếp nha. Xong. Rồi bây giờ cái gì nữa? Chốt. Bây giờ cô sẽ bonus thêm cái này nữa nè. Khi chạy nó tự động. Bonus cái này nè. Tức là khi bấm refresh cái này tự động nó nhảy. Tự động nó nhảy. Thì cô phải set cái timeout. Nhảy thì cô dùng nhảy cái next nha. Cô set cái timeout. 3T gán bằng set timeout. Set interval cũng được. Set interval cho nó lặp. Interval lặp ha. Cái hàm F next. Lặp mỗi lần nhảy 1 giây. 1000 mili giây là 1 giây. Nếu các bạn mà không cần nếu các bạn không cần xử lý cái anh T này nè. Thì các bạn có thể copy trực tiếp anh này lên trên này luôn. Onload. 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 Làm trực tiếp trên này luôn. Nghĩa là anh này không cần xử lý. Còn nếu các bạn cần xử lý dùng stop gì đó, start stop thì các bạn làm đây. Chạy nhá. Thấy chưa? Tự động nó chạy. Ok. Muốn dừng thì có viết cái chỗ dừng. À, clear, clear interval là nó dừng à? Được chưa? Đấy, next 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 next. Cái này thì nó nhảy liên tục nè. Tại vì là khi nó nhảy vừa nhảy này vừa bấm next là lại cộng tiếp. Cho nên nó sẽ double nhiều lần á. Okay. Bonus cái này thôi. Nếu muốn xóa thì viết một cái hàm xóa là thay set interval thành clear interval và cho biến T này vào. Đấy, muốn clear thì phải khai báo biến T. Được chưa? Còn nếu mà viết muốn viết chi tiết hơn. Muốn viết chi tiết hơn. Chỗ này tôi bỏ. Chỗ này cô sẽ để là start. Start. Thì tôi viết một cái hàm start.
Cái này cô tôi đưa cái t set interval vào đây. Đó. Bây giờ tôi muốn stop, khi tôi nhấn next thì cái interval này nó bỏ. Thì khi tôi nhấn next thì nó bỏ liền. Thì khi đấy tôi sẽ để là clear interval được cái t vào. Là nó sẽ clear, nó không lặp nữa. Nó vẫn lặp nhá. Đấy, khoan. T. Ủa sao? À. Ê, nhầm. Không để đây. Cô vô đây nó clear mất tiêu rồi. Cô để đâu ạ? Cô để khi nào tôi click chuột thì tôi mới clear. Đúng không? Thì tôi để clear vào đây nó clear mất tiêu rồi. Tức là không click chuột thì nó không clear. Click chuột nè. Clear. Thấy chưa? Ok. Đấy, khi nào click chuột thì mới clear. Cho nên tôi click chuột thì tôi mới nhận để clear ở đây. Clear interval ở đây. Ok. 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 Rồi, cái này là xử lý một chút thôi. Còn các bạn xử lý là quyền của các bạn. Tức là mỗi bạn sẽ có cách xử lý khác nhau. Chứ không nhất thiết là làm giống như cô. Cô chỉ hướng dẫn một số chức năng thôi. Được chưa? Xong chưa? Rồi, cô hỏi cái gì nữa không? Tiếp à? Còn set time out là gì cô? À, set time out nó khác thì... gì với kia? À, set time out thì nó chức năng của nó chính ra nó lại gần giống như chức năng của set interval. Set. Nhưng mà nó lại như này. Khi các bạn set time out, chức năng nhìn nó giống như mà nó khác đấy. Ví dụ các bạn để là t bằng set time out. Được chưa? Đó, cái hàm thông thường cái set timeout này nè là tôi để trong trong hàm này luôn, thông thường sẽ là như vậy. Tôi có để là f next như vậy, nó giống nhau nha. Phải chức năng thì khác nhau nhưng vận hành thì gần như giống nhau. Đây à, các bạn set timeout là như này. Cô bật lại mic đi cô. Ủa, mất mic hả? Có một bạn vừa tắt nhầm mic của cô đó. À, thế à, ok. Rồi. Set timeout là như này. Ví dụ như nếu set interval thì nó sẽ lặp anh này. À, mỗi lần lặp cách nhau 1000 mili giây là 1 giây. À, nhưng anh set timeout thì là như này. À, cho anh này chạy. Và mỗi lần tức là nó sẽ cái việc chạy này nó sẽ timeout, tức là nó cho chạy mỗi lần chạy cách nhau. Tức là cái timeout tức là thời gian mà nó để chạy một cái hàm, nó sẽ để chuyển từ hàng này sang hàng khác á, nó cái thời gian của nó sẽ là 1000 mili giây. Tức là cái thời gian mà delay, thực ra timeout chứ là chính là cái thời gian mà nó vượt quá đấy, tức là out ra khỏi thực hiện chương trình đấy, cái hàm đấy xong out ra khỏi cái hàm ấy là 1 giây, tức là số lượng là thời gian delay của nó là 1 giây, hiểu không? Thì anh set timeout và anh set interval này nè, bình thường ta vẫn hay dùng chung đấy. Nhưng tức là khi dùng các bạn hay dùng lẫn lộn nhau, nhưng một vài tình huống nó sẽ khác. Cô lấy ví dụ như thế này nhé, cô hai có hai cái chức năng. Ví dụ tôi muốn cái set timeout, set timeout của một chức năng nào đó. Đây, cái function nào đó. Như cái này. Cái function nào đó. Ok. Nó làm cái việc gì đó, cái trước là function rồi và thời gian ví dụ như là 2 giây. Thì nếu như cô set timeout như này nè. Đây là chức năng nha. Đây thời gian nha. Thì nó sẽ là như này nè. Nó sẽ là thực hiện cái chức năng này. Ok, tức là thực hiện cái gì đó tôi không biết. Thì khi tôi gọi đến cái function start, nó thực hiện cái timeout. Nó thực hiện cái đoạn code này. Và thời gian để nó chờ
để nó thực hiện cái bước tiếp theo sẽ là 2 giây. Đó, thực hiện xét bước tiếp theo sẽ là 2 giây. Đó, một cái chức năng nào đó nó xét và thời gian thực hiện nó chờ là 2 giây. Đúng không ạ? Và anh này thông thường để anh dùng để delay giữa các chức năng này và chức năng khác để delay. Nó có hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là để lặp, nó có thể làm cái nhiệm vụ của anh set interval luôn nha, lặp một cái chức năng nào đó. Và một cái nhiệm vụ khác của cái set timeout là nó delay giữa các cái chức năng hoặc giữa các cái đoạn code á, hoặc là nó ấy là khoảng có một khoảng thời gian delay nào đó. Hết thời gian đấy, nếu chức năng này mà nó thực hiện mà không xong á là nó lỗi ạ, nó báo là bị overtime. Đúng không ạ? Cho nên cái set interval nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lặp thôi. Và giữa các khoảng lặp đấy nó cách nhau là bao nhiêu. Nhưng set timeout nó set luôn cái thời gian để nó thực hiện công việc nào đấy nữa và cái khoảng delay luôn. Đấy, thì thành ra là cái set timeout nó có thể làm luôn cái nhiệm vụ của set interval. Nếu các bạn viết đúng. Đúng không ạ? Ngoài cái việc nó set cái khoảng thời gian để thực hiện một công việc thì nó làm luôn một cái nhiệm vụ là của set interval. Đấy, cho nên các bạn sẽ thấy là một số tình huống các bạn đọc ở trên mạng các bạn sẽ thấy ít gặp cái set interval lắm. Mà các bạn thấy là cái để lặp nó làm set timeout luôn. Hiểu không ạ? Ok. Để lặp một cái chức năng nào đấy người ta lại làm luôn cái set timeout. Nhưng không có nghĩa là set timeout là lặp đâu các bạn nhé. Không phải chức năng chính của nó là lặp đâu. Ok. Ok ông Tú. Rồi, cái set timeout á, mở ngoặc có mũi tên chỉ qua cô quay lại con. Nó là hàm ấy. Quay. Nó giống cái này nè. Ở dưới cô set timeout mà không mũi tên. Thì nó giống cái này nè, hai cái giống nhau. Cái này là hàm. Cái này là hàm nhá, sao? Trong này có thể viết một cái gì đó, viết một chức năng đó, alert gì đó. Cái em nói là phía trước cái ngoặc ngoặc đó, lột dương ngoặc nó có mũi tên, dấu bằng là mũi tên. Thì cả cái này là hàm này em. Hàm kiểu mới à. Hàm kiểu mới á. Cái này phía mặt, cái này code mới hả cô? Cái buổi trước cô nói rồi, code mới. Cái buổi trước cô nói rồi. ES6 đấy, à ES6 đấy. Đúng rồi, ES6. Cái này là Arrow Function. Ok chưa? Đây nè. Đâu rồi? Ồ, bữa trước là demo nằm ở cái khác đúng không các bạn? Corona, à không phải. Bữa trước cô nhớ làm đây. Như là vậy đó cô. Thế hả? Hôm trước là cô chỉ giới thiệu qua, cô viết trên file tiếng Tây thôi. À. Này mất. Đây nè. Đúng không? Đây nè, bữa trước nè. Let nè. Function nè. À array. À hôm trước là giới thiệu array. Rồi ok. Có, hôm trước là giới thiệu cả array function mà. Có array function mà đúng không? Con nói qua cô, con nói qua rồi. ES6. Ok. Được chưa? Sáng hiểu không? Biết chưa? Alo. Rồi cô. À. Rồi. Rồi bài tiếp theo nha. Bài tiếp theo nha. Bài này có ai hỏi nữa không? Bài này hỏi gì nữa không? Bài tiếp theo nè. Tắt cái này đi, thử cái chữ 18 còng ghê quá. Chưa. Rồi. Lấy bài cô vừa làm nộp cho assignment được không cô? Ông hay quá. Thiết kế trang web. Ông phải làm bài khác chứ. Đợi hình thằng khác. Ngọc này, ông thấy họ yêu cầu thiết kế nữa mày. Đúng rồi, chuẩn.
yêu cầu thiết kế nữa. Đây. Ôi, thiết kế cho đẹp đẹp luôn. Đây. Đúng rồi. Rồi tiếp nha. Làm cái này đúng không? Trời ơi tôi ghét làm này lắm mấy đứa ơi. Đăng ký thành viên tôi làm mấy form thôi nha. Một form. Mã sinh viên, họ tên, email, giới tính, sở thích. Cái này mất thời gian vô cùng luôn. Ok. Ok. Demo, new file. Validation. Em bực. Form ha. Em bực mình cái đó qua đây giờ cô. Là vì sao? Bực sao bực? Nó nhiều quá. Rối. Sao bực em? Sao bực em? Chat bình thường thế á. Hả? Ghét bình thường hả? Nói à. Dạ. Ôi gì kỳ vậy, sao ghét nó chi vậy? Form. Form. Biết action là gì không? Trời giống bi bi quá cô. Quên rồi cô. Thì PHP thì nó cũng viết ở trên cái này chứ cái gì đâu. Khai báo cho vui ạ. Name, app đăng ký, ID, app đăng ký. Ok. Rồi. Input cái mã sinh viên. Placeholder. Mã sinh viên. Ok. Này nó xấu lắm. Đây. Thấy chưa? Style. Đây style thì các bạn nên làm chung cho tất cả input. Input mà có cái class. Class là text input thì các bạn sẽ để là text input thì các bạn sẽ để là width, tôi để là 200 pixel hay để là 30 pixel F5. Trời ơi. Ok. Dạy online được nghe chim hót ghê thật. Wait. Đấy. My form. 100. Ok. Chưa. Ôi xấu quá. Bỏ đi. Xấu đi. Xấu quá. Thôi kể nó đi ha. Đây, copy ông này xuống. Ông này là cái gì ạ?
sao nó làm đẹp hơn mình nhỉ? Border có vẻ đẹp hơn. Ok. Đấy. Ok, rồi. Vậy đi. Sinh viên. Cái thứ hai ta sẽ để là họ và tên, email. Tài khỏi cần, cái này để email luôn cũng được. Ok. Ôi nhầm. Tôi đọc nhầm. Email. Cho cái gì ạ? Giới tính. À, giới tính hôm nay em có cái border. Trong này có nam và nữ. Hôm nay em rảnh dữ ta. Input. Radio đây. Đấy. Nam nữ thằng này bỏ cái deep thể p class giới tính rồi định dạng sau nhá. Rồi sở thích cũng vậy. Ok, sở thích. Ok, input checkbox. Cái này là gì? Đọc sách, du lịch, âm nhạc, ẩm thực khác. Đọc sách. Đọc sách, du lịch, âm nhạc, ẩm thực. Khác. Okay. Quốc tịch. Quốc tịch cái này để là về select option. À, hôm trước một bạn hỏi cô cái option này phải làm từng cái quốc tịch một hay không. Ờ đúng rồi đó, quốc tịch nước gì đó, Việt Nam hay là cái này các bạn để chữ là chọn quốc tịch. Chọn quốc tịch. Ok. Đó. Chọn quốc tịch. Ôi giời, định dạng này cực kỳ mất thời gian. Tôi ghét làm ở cái này lắm. Ôi, thế để cho mấy boss giới tính. Hả? Giới tính em hay để trong cái khung bao quanh mà. Chưa định dạng mà em.
Ghi chú. Cái ghi chú này là các bạn để cái check area ha. Check area. Đấy. Ghi chú. Trời ơi, enter mình ra cả đống. Cái anh này nó ngặt lắm. Rồi. Ok. Sau đến cái anh này. Đăng ký. Input button. Ok. Rồi. Cái quan trọng nhất là các bạn làm gì ạ? Cái quan trọng nhất là các bạn đặt tên, đặt ID cho nó. Để hôm nay các bạn gọi cho dễ ha. Riêng ông giới tính này là lưu ý cho cô nè. Nếu các bạn mà muốn check cái này mà cái kia ẩn thì cái này các bạn phải để là cùng tên. Radio này các bạn phải để cùng tên. Ví dụ cái này tôi để là giới tính. Thì cái dưới này cũng phải để giới tính. Ok. Thì bật cái này thì nó ẩn cái kia. Được chưa? Bắt buộc phải cùng tên. Rồi sở thích thì không cần nhá, sở thích thì nó check có thể check được nhiều ha. Đó, check được nhiều. Ok. Chọn quốc tịch. À ví dụ cái này tôi để là Việt Nam thì cái này tôi để là số. Cái nhận được á, các bạn mới chấm value thì nó sẽ trả về kết quả ở trong value. Thế là nó không có lấy cái text. Muốn lấy cái text thì dùng phương thức là cái inner text của nó. Đúng không ạ? Cho nên là chỗ cái value này nè, các bạn để mã, thông thường người ta hay để mã của quốc gia để người ta phân biệt quốc gia. Nhưng mình lập trình mình để cái gì cũng được, cái miễn là mình biết phân biệt thôi. Ví dụ cái này cô để là VN là Việt Nam. Đúng không ạ? Đấy, Japan, GP là Nhật chẳng hạn. Nhật chẳng hạn. À, hay là cái US. US hả? Mỹ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ như vậy. Đó, quốc tịch. Ok. Đấy. Về từ định dạng nhé. Định dạng mất thời gian lắm. Về từ định dạng là làm cái div bao quanh ông này. Sau định dạng cái div thôi. Đó, về từ định dạng nha. Rất mất thời gian. Ok. Cái này cần thiết các bạn phải để là cái gì? Thế để text type. Cái này là để name. TXT mã. Để ID luôn cũng được ha. TXT mã. Cái này là name, txt họ tên, ID txt họ tên. Rồi cái này là email, name txt email. Đó, ID. Rồi bây giờ cô bắt lỗi ha. Bắt lỗi thì thế này, nó có hai cái để các bạn có thể bắt, hai cách. Một là các bạn để trên on submit thế này, khi này cái này được submit thì nó sẽ chạy. Hoặc là các bạn để ở trên cái button, là các bạn button xong ok thì các bạn mới submit ha. Cô thì cô ít khi cô xử lý on submit, mà cô xử lý ở trên cái này, cô xử lý là on click chuột, và khi click mà thành công không có lỗi thì nó cho phép submit đi. Tại vì sau này các bạn học PHP á, là các bạn sẽ phải gửi form. Tức là các bạn phải gửi form, nó request cái form đấy lên server.
gửi cái form này lên server, server là phải check xem vì username password đúng hay không. Cho nên cái form này được submit gửi đi chứ không phải là các bạn xử lý client không. Đấy, nếu mà client nó thỏa mãn rồi thì các bạn phải submit đi. Thì bây giờ cái quy trình của mình là đầu tiên mình phải bắt lỗi, nếu còn lỗi thì mình không có cho submit, nếu mà hết lỗi thì cho submit. Submit thì khi submit nó đi đâu? Submit nó sẽ đến cái trang mà các bạn để trong action. Và đây là cái phương thức mà gửi cái dữ liệu khi các bạn submit. Nó có hai phương thức là get hoặc là post. Không nói gì thì nó hiểu là get. Ok. Rồi bây giờ tôi viết hàm on click ở đây. On click app valid form function viết ở đây, script function app valid form. Ok. Đấy, thì viết đang là viết theo cách cũ nha, cũ mới gì cũng được. Tùy các bạn hiểu logic là được rồi, sau này các bạn viết cách nào là không quan trọng. Ai, mỏi quá mình ơi, tập thể dục phát. Rồi, tiếp nha. À, bây giờ tôi cần lấy cái gì? Tôi cần bắt lỗi. Bây giờ tao có cái đề nào. Bây giờ đi bắt lỗi nha. Không để trống mã họ tên và email. À, ba cái này không được để trống. Ôi, để trống thì dễ, đúng không? Đã kiểm tra nè. If nếu cái form này chấm mã fregis chấm txt mã chấm value, cái này chấm chim cái nữa. À, chấm chim là nó cắt khoảng trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi, đó cái hàm chấm chim. Cái này nếu mà bằng trống không có gì thì tôi alert. À, mã không được để trống. Ok. Rồi, chạy thử. Test. F5. Đăng ký. Báo lỗi ngay, mã không được để trống. Và tôi muốn focus con trỏ vào đây. Thì tôi để là cái này chấm focus. Focus là cái sự kiện đưa con trỏ vào đối tượng. Chấm focus. À, cái hàm focus này method ha. Rồi, chạy này F5. Đăng ký. Báo lỗi. Con trỏ được trỏ vào đó luôn. Được chưa? Focus vào đó luôn. Rồi. Rồi đến họ tên. Ta lại kiểm tra tiếp họ tên. Nếu họ tên, à txt họ tên mà lỗi kiểu chữ n an control z đấy, con chuột của tôi có vấn đề, bấm cái nó double hai cái luôn. V cái này sẽ là họ tên, tôi đằng nào chẳng gõ đi rồi. Họ tên không được để trống. F5 đăng ký. Mã không được để trống. Ok, họ tên không được để trống. Ồ, tức là nó sẽ nhảy hai lần, nó không cho mình dừng lại để mình gõ, đúng không? Thì cách xử lý như sau, để tránh trường hợp đó thì khi nó báo lỗi return luôn, thoát ra khỏi hàm luôn. Đó, để nó để không nó thoát ra khỏi hàm thì cho mình xử lý, nó không nhảy tiếp cái tiếp theo. Cho nên các bạn sau mỗi lần báo lỗi các bạn return luôn, không cần eo eo gì cho mất công. Đăng ký trống. Rồi gõ. Đăng ký họ tên trống. Ok, được chưa? Đấy, tương tự với email cũng vậy, bắt trống. Được chưa? Rồi một số bạn thì không muốn alert mà muốn hiển thị cái đỏ đỏ ở bên này, cái dòng màu đỏ ở dưới hoặc ở trên. Cô cho ở dưới đi ha, ở dưới nó nhảy nhảy cái form này, kệ nó cho vui. Thì tôi để cái div cho nó ở dưới. Tôi để cái div ở đây. À, cái đi cũng được, thẻ P cũng được. Thẻ P cũng được, đoạn chả sao cả. ID là error mã. Tôi hiển thị cái dữ liệu đây. Error mã.
thì tôi sẽ lấy cái ID. Nếu cái này tôi thay alert bằng cái document chấm get element by ID error mã chấm in HTML hoặc in text gì cũng được, bằng đưa chuỗi này vào. Ê. Được chưa? Thường thường cái error cô sẽ để là lỗi, thì cô để cái class vào đây. Class vào đây. Error thì cô để màu đỏ. Chấm error. Cái để cái color red. Chạy ha. Lượt. Trời ơi. Mã không được để trống, thấy không? Bỏ lượt đi. Đấy. Nhưng mà khi giả sử như nó gõ rồi. Gõ rồi. Thì khi nhấn thì cái mã này, cái này phải mất đi. Thì khi nó không rơi vào đây thì ta bạn đổi cái mã này. À. Tức là giả sử nó không lỗi nữa thì nó sẽ chạy xuống đấy. Thế cái này mã này xếp về trắng là hết. Chưa? Chạy lại ha. Cái này nó bảo lỗi nè. Gõ nè, hết lỗi nè. Đấy, nó sẽ xét mã về trắng. Còn các bạn muốn bắt sự kiện mà gõ, khi gõ thì các bạn bắt sự kiện on press, khi gõ cái nó mất luôn lỗi thì là bắt sự kiện on press ha. On key press. Sự kiện có nhiều lắm, on click là click chuột, còn on key press là khi các bạn gõ phím vào đây. À, nhấn on key press. Đây, on key press. Đó. Nhưng mà thôi, xử lý nhiều quá, các bạn rối, ta làm từ từ thôi. Rồi bắt lỗi à, nhìn nào. Nếu như cái này lỗi thì nó báo là không được để trống. Khi tôi gõ xong, tôi bấm cái à, thì khi nó hết lỗi thì nó báo. Ok. Tương tự cho anh này cũng vậy. C V bỏ cái này đi. Cái này là error. Copy thôi các bạn. Error mã. Error họ tên. Set error họ tên. Cái này là họ tên. Tương tự cái này là error email. Sao nó cứ bị nhảy nhỉ? Format document. À, tôi không format cái này. Nó bắt tôi phải cài error email. Được chưa? Cái này sẽ là họ tên. Đấy. Ok. Xong chưa? Chạy thử nha. Nhuần nhuyễn đi nha. Nếu lỗi báo. Bấm cái nữa báo. Ok, bấm cái nữa hết, được chưa? Rồi. Tương tự bắt lỗi trống email. Ok. Cái này cô không làm, các bạn về tự làm nha. Rồi, tiếp cái đề nhá. Email phải đúng đúng định dạng. Email phải định dạng. À. Đây. Khi nãy bạn nào bảo bị rối chỗ này. Rối cái gì nào? Nói để cô biết, để cô hướng dẫn nào. À. Ok, set timeout chạy một lần. Không, set interval thì chạy vô hạn, đúng rồi. Nhưng set timeout chạy một lần nhưng có thể set up cho nó chạy nhiều lần được, nó có thay thế cái set interval được. Ok. Ê, khi nãy bạn nào bạn bạn Thanh Đại hay bạn nào hỏi cô là cái gì nhỉ? Hỏi cô à? Vướng cái chỗ này là vướng cái chỗ nào nhỉ? Alo alo alo, nói chuyện đi các bạn. Cô tự kỷ từ nãy giờ mấy đứa ơi. Ơi làm đâu Thanh Đài đâu, khi nãy ai nói với cô là đang gặp vấn đề gì ở chỗ bắt lỗi nhờ?
Có đâu cô, em sửa xong rồi. Ghê vậy? À, sửa cho rồi cô ơi. Ghê vậy? Thì bây giờ bắt lỗi email bắt lỗi được chưa? Rồi cô ơi. Bắt lỗi bằng Được cái gì? chưa? Bắt lỗi bằng nam giống cô nhé cô. Email mà. Email bắt lỗi theo cú pháp mà. Email bắt lỗi theo reject đó cô. À, ok. Rồi, bà biết làm rồi. Rồi, bây giờ tôi giới thiệu một cái regular expression nha. Rồi, ngon rồi, và dễ rồi ha. Cái này trong này chỉ có một cái email thôi, dễ quá. Rồi, bây giờ giới thiệu cái này nè. À, trước khi giới thiệu về cái giới tính thì các bạn bắt sao? Cái giới tính thì bắt sao? Alo, alo, alo. Check it. Check kịch đó hả? Kiểm tra trong hai cái đó có cái nào chết hay chưa, nếu chưa chết thì báo lên. Nói chung là phải kiểm tra hết hả? Thế còn checkbox thì sao? Mấy cái chết mình thể hoạt động có Hả? dùng hàm if để kiểm tra được Thì đương nhiên phải dùng hàm if rồi. cái giới tính thì em thấy là dùng hoặc đánh đánh dấu hoặc 1.2 thì nó sẽ không đánh dấu 1.2, không đánh dấu thì nó sẽ báo lỗi, còn đánh dấu 1.2 thì sẽ Không ghi bảo tên cho lỗi, luôn đúng rồi. Nhưng mà đúng checkbox rồi. thì sao? Checkbox giờ sẽ có 10 cái checkbox thì sao? Checkbox thì mình kiểm tra thử là ví dụ như chỉ cần đánh dấu một cái hoặc nhiều cái, đánh dấu một cái thì sẽ chấp nhận, không có còn để trống thì Đưa quá rồi. vô học kho chạy cô ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Lập ha, để vòng lập for, để vòng lập, để vòng lập ha, để các bạn kiểm tra cho nó nhanh. Rồi bây giờ yêu cầu nào bạn Thanh Đại làm demo về lập này, copy code demo code code gửi lên Facebook, à gửi lên group, gửi lên group ha. Chứ bây giờ tôi làm chi hết thời gian rồi. Đó, chỉ lưu ý một cái là để vòng lặp, tại vì bản thân nó các bạn đặt chung tên á thì nó sẽ hiểu là mảng. À anh này hay lắm. Nếu các bạn để chung tên thì nó hiểu, nó khi các bạn ghép theo cái tên này nó trả về các bạn array cái mảng. Cái dưới nó cũng tương tự. Hiểu không ạ? Đấy, cũng để chung tên thì nó sẽ để về mảng. Thì khi mảng thì bạn truy xuất bằng vòng lặp nó dễ ha. Nhưng mà cái cô cần gọi bây giờ cái này nè mới hay nè, cái regular expression, cái này viết tắt là reg expression đấy. Đọc tài liệu thì nó nằm ở trên này nè các bạn, W bar school JavaScript, Java cũng có regular expression nha các bạn, các ngôn ngữ khác nó cũng có. Thì nhắc đến cái regular expression thì nó nhắc đến một cái kỷ niệm của cô ngày xưa. Tức là năm 2000 đó các bạn. Năm 2000 á, cái thời đó là cái công nghệ thông tin nó còn mông muồi lắm. Hồi đấy mắc cười lắm, cái làm HTML á, không có div, không có thẻ div, khi đấy là thẻ div chưa có xuất hiện. Thì làm hoàn toàn bằng table, tất cả bố cục tất tật tật mọi thứ làm table và tìm table một chết luôn, bố cục cái gì cũng vậy, nó khổ lắm. Thì JavaScript hồi đó các bạn là cô muốn bắt lỗi email. Tôi có luôn cái code nhưng mà tôi để trong cái ổ cứng á. Năm 2000 tôi vẫn còn lưu nhé các bạn. Kinh không? Đấy, giờ nhắc đến cái đấy mà cái một cái hàm tôi bắt lỗi JavaScript, tôi bắt lỗi là riêng cái email là tôi bắt lỗi phải từng này code à. Tức là cái code của nó phải dài bằng cái file này. Dài bằng nguyên cả cái file này luôn. Chỉ bắt lỗi viết một cái hàm bắt lỗi email thôi đó, à nó dài cỡ đó khoảng cả trăm dòng vậy đó mà vẫn không chính xác, đúng không ạ? Tôi vẫn còn giữ cái code đấy, giữ làm kỷ niệm thôi chứ không có dùng, để lâu lâu mình lấy ra mình khoe với các bạn trẻ đấy, đồ cổ á đấy.
Thì bây giờ nó ra một cái regular expression thì nó thay đổi từ cả trăm dòng code cô xuống còn có ba dòng, bốn dòng. À, ghê không? Thì cái này là cái mà bắt lỗi rất là hữu hiệu. À nhưng mà có một cái vui lắm. Khi mà một số công ty họ tuyển lập trình viên ấy, họ phỏng vấn cái giải thuật ấy. Là bây giờ em bắt lỗi, là bây giờ các bạn bắt lỗi, nhưng mà không được dùng regular. Tại vì dùng regular thì nó dễ quá, nó có ba dòng, nếu muốn kiểm tra giải thuật người ta không cho dùng regular. Đấy, vui lắm. Bữa trước có một bạn đi phỏng vấn về là cô ơi, không cho dùng regular gì hết trơn, đúng không ạ? Ok, dùng regular thì quá dễ đúng không, ba dòng code thôi. Đây đâu cái regular, nó là một cái đối tượng object. Query example. Chết rồi. Cái này HTML object, JavaScript object. Vậy thì cô sẽ vào đây xem mấy cái reference của nó đây. Regular expression này các bạn. Đấy. Đọc ở đây nhá. Reference nó đây. Cú pháp nè, pa tạo pattern là tạo mẫu nè. Y là ignore case. Còn G là global à. Ignore case tức là nó bỏ qua chữ hoa chữ thường. Đây, case insensitive nó không quan tâm chữ hoa chữ thường. Chữ hoa chữ thường thì nó cũng ok hết. G là global. Match tức là nó ví dụ như là nó áp dụng cho toàn bộ cả cái chuỗi để nó cái này làm việc trên chuỗi nhé. M là multi matching. Rồi, đây. Về đọc thêm. À, cô chỉ giới thiệu cách làm thôi. Bây giờ các bạn phải đọc thêm chứ không có thời gian để ta ngồi ta đi giải thích từng cái một ha. Đấy, làm nhiều nó sẽ nhớ ha. Rồi, dùng cái này, cách học của chỗ nào thì biết rồi nhá. Rồi, bây giờ ta bắt lỗi email. Bắt lỗi định dạng email. Ok, bắt lỗi định dạng email thì nó sẽ là như nào đây? Đầu tiên là email như nào là có định dạng đúng nè. Định dạng đúng nè. Thì nó là mẫu thì do các bạn quy ước. À, các bạn quy ước sao thì các bạn thỏa mãn vậy chứ không phải là phải theo cái chuẩn nào đó ha, nhưng mà ta sẽ đúng cái định dạng của các bạn ha. Ví dụ cái email này là hợp lệ nào, như hương tta@gmail.com. À, hay là hương tta@fpt.edu.vn đấy, hay là hương tt43@fe.edu.vn hay là it.hương.tt@gmail.com. Định dạng sai nè, định dạng sai thì ngược lại thôi. Ví dụ như là chấm hương tt@ gì đó là sai, hay là chỉ chấm một mình đứng đầu sai, hay là hương tt@gmail.com chấm cái cũng sai ha, hay là hương tt chấm amoc cũng sai gì đó, rồi hương tt amoc chấm cũng sai. Tóm lại là ngược lại những trường hợp đấy nó sai, thì các bạn có thể định nghĩa được nhiều cái sai. Thì bây giờ cô chỉ nói bây giờ cái mẫu đúng thôi, cô làm mấy cái mẫu đúng, mẫu đúng. Rồi cái mẫu của tôi sẽ là tôi phân tích mẫu nha. Bây giờ các bạn phải phân tích mẫu nè, phân tích mẫu nè. Nếu như các bạn xét ra thì cái phần đuôi phần amoc á, sau cái phần amoc á thì nó sẽ có một cái chuỗi, được chưa? Chuỗi này có thể hai ký tự, tôi chưa thấy chuỗi nào một ký tự, hiểu không? Chuỗi nào một ký tự chưa thấy, thấy chưa? Thế cái phần sau móc này nè, nó là một cái chuỗi. À, cái chuỗi thì ở trong 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 regular expression á thì nó có một cái gọi là chuỗi, đó là set w. Thì cái set w này, à cái set w là sao? Set w có nghĩa là gồm
A tới Z. A hoa tới Z hoa. Và dấu cách. Dấu ship gạch. Dấu ship gạch. Đó. Ok. Đấy, cái chuỗi. Được chưa? Vậy ở đây ta có nè. Cái chuỗi sau này gồm hai ký tự, như ký tự đầu nó bắt buộc phải ký tự. Cho nên tôi sẽ làm như sau. Dấu mốc vuông là tương đương với một ký tự. Thì tôi ký tự thì từ A tới Z hoặc từ A tới Z. Có nghĩa là gì? Trong dấu mốc vuông này nó chỉ đáp ứng những cái này là thỏa mãn nè, các ký tự từ A tới Z hoặc A thường hoặc khoa và những chỉ một ký tự thôi. Ví dụ A móc A là thỏa mãn. Nhưng A móc số 1 là sai. A móc dấu gạch ngang là sai. A móc ship gạch là sai. Đúng không ạ? Đấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ký tự tiếp theo có thể có ship gạch từ A tới Z. Đúng không? WD à W. À đấy, con số gì đó thì kệ, không biết là khoan, W cô coi nha, coi ngược lại W còn số không nha. W có số không? Xẹt Cô có W. trường hợp các cái Word character. tên miền nó có số bắt đầu bằng số từ ban đầu thì sao? Có không? Có 960.gs. À, có luôn hả? Ghê nhỉ? Ghê nhỉ? Đâu, tên miền cũng có số luôn. Thì bắt đầu số luôn à? Vậy thì là như này. Cái ship gạch đâu có không? Đấy, 0 tới 9. Được chưa? Nếu như em muốn một số đầu cho phép luôn thì từ 0 tới 9. Được chưa? Ok. Rồi, tiếp nè. Xẹt W. Khoan, tôi coi coi xẹt W nó có số không nha. Ừ. Đấy, chỉ là từ đây được phải, không phải là số Không, ký xẹt tự W hình từ. như có chứa cả số nữa hay sao ta? Khoan khoan. À, có phía Không. trên có Cái rồi nhưng đây mà này. nó có thỏa mãn không ta? Khoan. Xẹt W nè. G. Global. So sánh có match chưa không? Nếu match thì tiếp có luôn rồi. Có luôn. Trừ G. Cái G sẽ G là word. Word mà nó gồm cái gì? Đẹp liêu. Nó nói không có kỹ cho này. Khoan. File a word character. Nó nói không có kỹ cái này nè. Ây da. Có ở giữa nó có nói là từ A tới Z Đâu? rồi 0 tới 9 và cả dấu tiếp gạch ở giữa. Cô vào lại cái phần setup lên. Đây hả? Đâu Ở có giữa nó có phía dưới cái phần định nghĩa. À đây Phía đây. dưới đó 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 đó. À rồi rồi rồi. Ok. Đây. Cuộc character nè, nó gồm A tới Z, A tới Z 0 tới 9 và nó bao gồm cả cái ship gạch, đúng không? Đấy, không làm là mơ hồ chỗ này nè. Đây có ship gạch thì nếu như cái này các bạn có cho ship gạch ở trước không? Nếu không có ship gạch thì các bạn phải để như này. Được chưa? Vậy cái anh này thì có ship gạch đúng không? Anh còn lại nè, thì các bạn coi nè. Cho nó lặp mấy lần? Ít nhất là lặp một lần đúng không? Đúng các bạn. Như cái này nè, ít nhất là lặp một lần. Hoặc là đến bao nhiêu ạ? Bao nhiêu cái độ dài tên miền các bạn muốn là bao nhiêu? Độ dài tên miền thì muốn là bao nhiêu? Maximum. Maximum. Đây, lặp nè. Các bạn nhìn nhá. Nếu là n cộng thì nó sẽ là ít nhất là một. Dấu cộng nè, là một.
Sao là không có hoặc là vô cùng? Nếu các bạn để cái chỗ này là dấu cộng thì có nghĩa là tối thiểu phải có một ký tự, và maximum đến bao nhiêu cũng được nếu là để dấu cộng. Còn nếu như các bạn muốn maximum đến 20 thì các bạn để cái dấu móc nhọn là 1 đến 2, 20. Có nghĩa là nó lặp ít nhất một ký tự và maximum của nó là 20, còn bao nhiêu cũng được. Hiểu không ạ? Đây, cái này để tí nữa cô test ha. À thôi khỏi. Và bây giờ cô test dấu cộng trước ha, để dấu cộng đi. Vậy set W nó tương ứng với một ký tự. Được chưa? Và lặp từ 1 đến vô cùng. Rồi, đây là cô được cái phần thứ nhất là cái phần FE. Bây giờ các bạn nhìn nhá, cái phần tiếp theo nè, edu.vn hoặc là .vn hoặc là .com gì đó. Và các bạn để tránh trường hợp cái lỗi là có dấu chấm nó bị thừa hoặc bị thiếu phía đằng sau thì tôi sẽ gom cái này thành một cái cụm nè. .com thành một cụm ha. Để gom cụm thì ta dùng dấu mốc tròn. Để gom cụm. Đây cô để ra ngoài này các bạn nhìn cho rõ ha. Ctrl X nè. Đây. Và str email gắn bằng sẹt sẹt chấm phẩy tôi đưa vào đây. Đấy, để đây các bạn nhìn cho rõ ha. Cái dấu móc tròn này là dấu để gom nhóm. Trong đó nè, dấu chấm được xuất hiện một lần. Sẹt chấm, tại vì dấu chấm là ký tự đặc biệt cho nên là phải sẹt chấm nó mới ra. Đâu dấu chấm đâu, có không? Dấu chấm nè. Đây. Cho nên là muốn đưa ra dấu chấm thì các bạn phải sẹt dấu chấm. Đâu rồi? Ok. Muốn xuất ra dấu chấm thì phải sẹt dấu chấm. Đây, sẹt chấm để xuất ra dấu chấm một lần. Rồi, sau đó ký tự nè. Đây là ký tự nha. Cái tên miền thì có số không? Hình như tên miền thì có số, còn cái tên này hình như không có hay sao ạ? Ok. Thì ta sẽ có là sẹt từ A tới Z nè. À quên, từ A tới Z hoặc A hoa tới Z hoa. Và cái này xuất hiện 2 hoặc 3 lần. 2 hoặc 3 lần ta được một cụm thứ nhất, đúng không? Cụm thứ hai nó cũng xuất hiện 2 hoặc 3 lần. Cái cụm thứ hai này cũng tương tự với cụm thứ nhất. Vậy ở đây ta có 2 cụm. Vậy các bạn nhìn nào. Vậy thì cô sẽ làm một cụm thôi, xong cái cụm này sẽ lặp 2 lần, đúng không? Cái cụm thứ hai này nè, nó sẽ lặp 2 lần. À, lặp 2 lần. 1 hoặc 2 lần. À, bây giờ cách làm nhìn nha. Tôi muốn lặp cái gì? Cô muốn lặp cái ký tự nào thì cô để cái phần lặp sau ký tự đó. Ví dụ cái này cô muốn lặp từ A tới Z, cái ký tự này cô để phần lặp sau ký tự đó. Còn cái này là cả cụm, cả cụm nó bắt đầu từ dấu mốc tròn này đến dấu mốc tròn này. Cả cụm. Tôi muốn lặp cái cụm này 1 hoặc 2 lần thì tôi phải để cái dấu mốc nhọn sau cái cụm này. Đấy, đó là cách lặp nhá. Vậy là ta được cái phần mẫu phía sau. Bây giờ ta còn phần mẫu phía trước nè. Mẫu phía trước thì ta có IT chấm hay gì đó chấm. Đó cũng tương tự, ta cũng phải lặp cái cụm. Cho lặp mấy lần nó tùy các bạn nhá. Cái này nè, IT chấm thì các bạn cũng phải ta làm cái cụm. Đây, trước ô móc nè, phải làm một cái cụm. Dù cái này sẹt W đó chấm lặp bao nhiêu lần. À ví dụ 1 đến nhiều lần thì để dấu cộng. Đó rồi chấm sẹt chấm để xuất hiện dấu chấm là cụm thứ nhất. Cụm thứ nhất có thể lặp mấy lần, lặp mấy lần tùy các bạn thì để dấu cộng. À có thể không có cho nên để dấu sao, nghĩa là có cũng được không có cũng được, đúng không? Rồi sau đến mới đến cái chuỗi thứ hai là vì cái tròn chỗ hương TT này nè. Hương TT này thì tôi để cái sẹt W thôi. Sẹt W. Sẹt W. Và lặp ít nhất một lần chẳng hạn thì ta để là dấu cộng. Còn ít nhất là hai ký tự thì các bạn để dấu mốc nhọn. À, ít nhất hai ký tự và đến vô cùng á thì 2 phẩy và cái phần đằng sau này không để gì cả. Ok. Vậy là cô được cái mẫu. Đấy, tất nhiên là phải có trả giá, nghĩa là khi mà cái code các bạn được giới hạn ngắn đi thì các bạn phải học nhiều hơn.
Thì các bạn chỉ cần học ở trong cái này giống như cô khi nãy vừa chỉ các bạn thôi. Các bạn có thể vào từng cái các bạn coi giống như khi nãy đó, đọc, chịu khó đọc. Đấy, khi nãy tôi đọc lướt lướt mà đọc không quên, đọc không ra đó. Đấy, thì nó sẽ có đây, cái xẹt W hoa thì nó là ngược lại của xẹt W. Nâng guồn character, nó là ngược lại của xẹt W. Đấy. Ok, cái này ngược lại, nâng guộc. Cái kia guộc, cái này nâng guộc. Tức là không phải những cái này. Không phải những cái này. Ok, cú pháp nó ngược lại. Ví dụ như vậy. Đấy, còn có cái sẹt D là digit là từ 0 đến 9 thôi. Sẹt D. Đến 5 năm số, ví dụ số điện thoại hay cái gì đó. À, bắt lỗi số điện thoại thì nó là từ 0 đến 9 thôi. Thì sẹt D hoa thì ngược lại của nó là không phải số, nâng digit. Sẹt S là white space character, à, các ký tự khoảng trắng, đúng không ạ? Đấy, đây space là tab nè, enter nè, new line nè, phong fit đấy, những cái đấy thì ta để sẹt S. Ok, chịu khó đọc ha. Mình cần dùng cái gì thì cần đó, bao là boundary là cái viền begin và end của cuộc, đúng không ạ? Còn cái này là ngược lại, cái B là boundary thì cái B hoa là ngược lại. Ok, rồi đun character n nhiều quá, được chưa? Bây giờ đọc nhá. Rồi bây giờ ta test cái bài của ta thôi. Đấy là hướng dẫn cách học chứ cái này mà dài dài nhiều lắm các bạn ơi. Rồi ở đây các bạn sẽ là gì đấy? Ta kiểm tra nè. If server email chấm à, test kiểm tra kiểm thử. À, cái chuỗi 9:39 rồi cô. Hả? 9:39 rồi. Ô thế à? Cô còn ca sau đúng không? À, 45 thôi cô. Thôi cứ học đi thoải mái đi, kể đi. Được chưa? Xong cái này ta ngưng. Được chưa? Test cái này. Email là fregis.txt email chấm value. À, nếu như cái này chấm chim cái nữa, cắt đầu, cắt cuối, cắt tùm lum. Rồi, nếu cái này mà test trả về đúng thì nó là không lỗi, nhưng mà không đúng thì tôi để cái phủ định ở đây. Thì tôi bảo lỗi. Bảo lỗi. Bảo lỗi. À quên, đến đây thôi. C. Bảo lỗi, error email. À, cái này là không đúng định dạng nhá, chứ không phải để trống. À, email không đúng định dạng. Ok. Cái này là email. Email. Cái này copy. Ctrl C. Ctrl V. Đó. Error email có chưa? Error email có rồi. Chạy thử nha, test cái nha. Cái này để khỏi bảo lỗi nào, gõ đài đi ha. Rồi, email nè. Đăng ký cái email không đúng định dạng đúng không? Các bạn nên bảo lỗi trống trước, xong rồi bảo lỗi không đúng định dạng. Rồi, để nó có nhiều cái lỗi khác nhau. Nhảy quá trời. Như cái này. Đúng định dạng hết lỗi đúng không? Có thêm dấu chấm đằng sau. Ê, không được ạ. Ê, F12. Ê, sao cái này? Đấy, đâu phải lập trình khi nào cũng đúng đâu. À, không có lỗi về cú pháp gì hết với for. Cái này của tôi tại sao dấu chấm sau nó lại à, khổ quá. Thiếu một cái nữa. Thiếu cái chặn đầu chặn cuối. Nghĩa là so khớp toàn bộ chuỗi. Cái này tôi để này nó vẫn khớp tại vì tôi không có cái chặn cuối. Chặn đầu là số mũ, chặn cuối là đô la. Nghĩa là tôi phải chặn cho cái chuỗi nó so khớp đúng với cái chuỗi cái mẫu của tôi. Đó. Nếu như tôi không có chặn cuối thì cái đầu so khớp nó vẫn trả về đúng. À, chạy lại nhá. Cái này đi ha. Ok, email nè. Cái này nhá. Chấm. Sai định dạng đúng chưa? Xóa xóa xóa. Sai đúng không? Xóa, đúng nè. Đúng không? Đô la chấm đằng trước nè. Hai dấu chấm cũng sai. Rồi. Okay. Được chưa? Đấy, vậy cái này nó quan trọng là các bạn phải làm được cái mẫu này đúng, phải phân tích được cái mẫu đúng. Okay.
Đấy, phân tích khi mẫu. Được chưa các bạn? Ok không? Thanh đài đâu nhỉ? Rành đi xem. Cửu ông chân kinh. Rành kêu là ok. Trời ơi, chân ngọc. Ghê người. Ờ, chế thanh đài. Đấy, phải có chân đâu, chân cuối. Ông chế thanh đài. Về nhà làm cho tôi cái phần này nha. Cái phần radio. Em có bỏ lên đây luôn rồi cô. Hả, bỏ lên rồi cô hả? Lên trên này, cô thấy ha. Thế hả? Bắt bỏ vào cái này đi. Cái này đóng cái là mất à. Cô kéo lên trên xíu nữa hả? Bỏ vào đây, bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Có kéo lên là nó mất à mấy đứa ơi. Cho nên bạn nào mà comment ở trên này á thì các bạn chịu khó các bạn copy sang cái bên kia giúp cô nha. Đây như Nhật Duy xe cái này nè thì copy sang bên kia giúp cô nha. Ok, xong chưa? Ok. Stop. Có ai đặt câu hỏi gì câu hỏi nha.